Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh yếu đi, vùng thấp phía Tây mở ra khiến cho thời tiết miền Bắc sẽ bước vào giai đoạn ổn định. Vào sáng sớm nay, trên toàn Bắc Bộ trời cũng không còn nhiều mây, duy chỉ còn hiện tượng sương mù thì vẫn xuất hiện nhiều nơi, làm tầm nhìn giảm. Nền nhiệt cũng đang tăng nhẹ, không còn quá rét vào sáng sớm nữa. Mức nhiệt ngoài trời lúc này ở khu vực vùng núi phía Bắc dao động trong khoảng từ 13 cho tới 15 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội là từ 16 đến 18 độ. Cảm giác bớt rét hẳn nếu ra ngoài đường vào lúc này. Sau đó, chỉ khoảng từ 10 giờ sáng trở đi, trời sẽ có nắng, duy trì cảm giác ấm áp trên toàn miền. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 27 độ. Còn ở các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ như là khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ còn có thể cao tới 27 đến 29 độ, thời tiết nắng ấm. Nằm trong xu thế thời tiết chung của toàn miền, thủ đô Hà Nội từ hôm nay trời hầu như là không mưa, sáng sớm và tối muộn còn có sương mù. Nhưng đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ trong 3 ngày tới sẽ tăng nhẹ khoảng 1 độ mỗi ngày, lên mức từ 25 cho tới 27 độ, thời tiết ấm áp hơn hẳn. Về đêm nhiệt độ cũng nhích nhẹ từ 17 độ lên mức 19 độ, trời chỉ còn rét nhẹ. Không chỉ thời tiết có chuyển biến tốt dần ở Bắc Bộ mà Trung Bộ, thời tiết cũng tốt dần lên. Sang hôm nay không còn nơi nào có mưa nữa, trên toàn miền duy trì trạng thái tạnh giáo, cùng với đó là nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ lúc sáng sớm nay dao động từ 17 đến 20 độ, trời chỉ còn rét nhẹ. Trong khi ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 21 cho tới 24 độ, trời se se lạnh. Còn trong ngày, cả Trung Bộ có nắng trải đều trên toàn khu vực, vì thế nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh chóng. Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, mức nhiệt là từ 26 cho tới 27 độ. Khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ trong khoảng 28 đến 29 độ. Còn các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận vẫn là nơi có nhiệt độ cao nhất và duy trì ổn định, trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Lùi xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì mức nhiệt thấp về đêm và sáng sớm. Tại khu vực vùng cao Tây Nguyên, trời rét nhẹ với mức nhiệt sáng nay sẽ dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 21 đến 24 độ, trời chỉ hơi se se lạnh khi ra ngoài đường vào lúc này. Nhưng cảm giác lạnh sẽ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng dần lên khi nhiệt độ tăng theo từng giờ, cùng với cường độ nắng. Nền nhiệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đạt mức cao nhất vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, ở khoảng là từ 29 đến 32 độ ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Còn với khu vực Nam Bộ thì miền Đông nóng cục bộ 34 đến 35 độ. Còn ở các tỉnh miền Tây thì nhiệt độ thấp hơn một chút, trong khoảng là từ 32 cho tới 34 độ. Trên biển, do không khí lạnh dần suy yếu nên gió trên khu vực Biển Đông suy giảm dần về cường độ. Tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông ở khoảng cấp 4 cho tới cấp 5. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc cấp 5. Chỉ riêng các tỉnh ven biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau còn hoạt động cường độ cấp 6 gây biển động. Trên toàn bộ vùng biển, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa tốt trên 10 km. Như vậy, sáng sớm trời còn nhiều sương mù, nhưng chỉ vài giờ nữa khi nắng lên, trên toàn Bắc Bộ trời sẽ hửng nắng, ấm áp khi nhiệt độ tăng dần. Bản tin thời tiết sáng ngày 24 tháng 2 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.